Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị là một lô đất vừa nghỉ dưỡng nha anh chị. Đây là lô đất của mình, gồm 3 mặt tiền luôn nha anh chị ơi. Đó, thì đây là mặt lộ nhựa trước đó của mình là chiều ngang là 30 mét luôn nha anh chị. Còn bên đây là mặt đường bê tông hai giáp với lại cái vườn của người ta. Thì chiều ngang 30 mét, chiều dài vô á anh chị là 46 mét. Tổng diện tích là 1440 mét vuông là một công tư luôn anh chị ơi. Đó, đất rất là rộng luôn nha anh chị. Đó, xung quanh là dân cư hiện hữu, đối diện là nguyên một cái view kênh luôn nha anh chị. Đúng kiểu đất vườn luôn nha anh chị ơi, trồng cây gì cũng khá là ok luôn. Mình về đây mình làm một cái nhà vườn nghỉ dưỡng hay là mình xây một cái biệt thự nghỉ dưỡng cũng đây cũng khá là ok nha anh chị. Thì ranh giới của mình là tính từ trụ bê tông này ngang qua tới cái hàng rào B40 bên này là ngang qua tầm khoảng 30-31 mét luôn nha anh chị ơi. Đó, đường này là đường lộ nhựa, xe tải 6 tấn chạy được nha anh chị. Bên trong đất của mình hiện tại đang trồng dừa nha anh chị ơi, nhưng mà chủ không có chăm sóc nhiều là tại vì đang kẹt tiền cho nên là bán lấy tiền ăn Tết nha anh chị. Đó, xung quanh đây là dân cư hiện hữu hết, là từ trụ bê tông đó qua tới tuốt bên này luôn nè anh chị, tới cái hàng rào B40 là bên kia là đất người ta rào lại rồi đó. Từ cái trụ bê tông đó qua đây tầm khoảng là 30-31 mét luôn nha anh chị, sâu vô là 46 mét, 4446 ha. Thì đất này là đất dân cho nên là khi mình mua thì mình sang tên công chứng bình thường, sổ hồng riêng nha anh chị ơi. Đó, và đặc biệt đất của mình địa chỉ nằm ở là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, và đất của mình là vuông vức 3 mặt tiền luôn nha anh chị. Bây giờ em sẽ đi vòng vòng cho anh chị xem luôn nha. Thì đất của mình anh chị ra quốc lộ 1A chỉ có 2 cây số thôi nha anh chị ơi. Đó, còn cách thị trấn Tân Hiệp là 2,5 km, tuy là nó thuộc là Phú Kiết Chợ Gạo nhưng mà nó giáp với thị trấn luôn nha anh chị ơi. Đó, từ đây ra thị trấn Tân Hiệp là 2,5 km, và chỗ thị trấn Tân Hiệp á, thì nó có là ủy ban, trường học các cấp, là cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ, cũng như là có là chợ đêm Tân Hiệp nè, Honda Nam Anh nè, đó đầy đủ hết tất cả các ban ngành của mình luôn. Thì đây là cái hình đất của mình nha anh chị ơi, đất mình vuông nhất luôn ha. Anh chị mua thì cứ liên hệ em gửi sổ hồng cho mình xem trước nha anh chị. Đây là cái đường bê tông là cái mặt tiền thứ hai của mình nha anh chị. Đó, xung quanh đây thì dân cư người ta là buôn bán kinh doanh cũng như là trồng cây ăn trái rất là nhiều nha anh chị ơi. Tại thổ nhưỡng ở đây rất là phù hợp để mình trồng nhiều loại cây như là cây dừa nè, cây mít nè, đó, cây nhãn nè, mình trồng được rất nhiều. Và từ đất của mình anh chị mà mình ra ngay chỗ khu công nghiệp Tân Hương là chỉ có 5 km thôi, ra khu công nghiệp Long Giang là cũng 5 km thôi nha anh chị. Đó, rồi mình đi về Sài Gòn tầm khoảng 50 km nha. Từ Sài Gòn mình về đây là mình cứ đi thẳng theo quốc lộ 1A, chạy qua Long An là tới thị trấn Tân Hiệp nha anh chị, là gần tới đất của mình nữa anh chị. Đó, từ đây lên Sài Gòn tầm khoảng 50 cây số thôi. Và đất của mình á, thì cách thành phố Mỹ Tho là chỉ có 7 km thôi nha anh chị ơi. Đó, dân cư hiện hữu, đất của mình là hướng Tây nha anh chị. Đó, và xã là xã Phú Kiết, Chợ Gạo, Tiền Giang. Và em báo giá luôn cho mình á, là chủ chào giá là 2 tỷ 300 triệu. Giá này thì mình sẽ còn thương lượng nha anh chị ơi. À, nhưng mà miếng đất này là vuông nhất đẹp luôn. Còn cái đường này là cái đường mặt tiền thứ ba của mình anh chị, tại vì phía sau đất của mình là có nhà dân nữa cho nên là cái đường này là đường bê tông công cộng nha anh chị. Đó, thì đây ranh giới đất của mình tới đây luôn nè anh chị, miếng đất vuông nhất luôn, cũng là hàng rào B40, nó nói thẳng lên cái chỗ hồi nãy luôn anh chị. Đó, hiện tại đất của mình là đang trồng dừa, trồng chuối, nói chung là trồng chơi thôi anh chị, tại vì chủ cũng không có thời gian nhiều chăm sóc á, cho nên cần bán lại cho mình. Mình về đây thì mình đổ đất lên cho nó bằng với mặt đường mình xây nhà ha anh chị. Đó, còn mấy cái nhà xung quanh đây thì nó bằng bằng nhau hết trơn à. Đó, thì dừa thì cũng đang cho trái như vậy. Nói chung là ngang là tới 30 mét lận nha anh chị, ngang 30-31 mét lận. Mà mặt tiền lộ nhựa như thế này á, mà từ 2 tỷ 3 thì giá nó cũng khá là ok nên anh chị, nó không có mắc đâu. Đó, với lại nó gần với thị trấn này nọ kia nữa. Đó, anh chị về đây anh chị xây hàng rào B40 lên, hoặc là anh chị xây tường lên, mình xây biệt thự trong này cũng khá là ok. Đó, giá chỉ có 2 tỷ 3 thôi mà mình được một công tư luôn. Mà mặt tiền lộ nhựa nữa, mà sát thị trấn luôn. Đó, đường đi rất là thuận lợi, đặc biệt là cái đường rất là bự luôn. Đó, có cái lưu ý cho mình nha anh chị, thì phía trong này á, phía bên hông đất của mình là có 2 cái mã, nhưng mà cái mã của nó là cái giống như là cái núm nhỏ vậy thôi. Thì chủ cam kết với mình là thanh minh này sẽ bóc đi. Cái này là cam kết trên giấy tờ mình luôn. Ví dụ bây giờ anh chị công chứng thì mình sẽ giữ lại tầm khoảng 100-200 triệu gì đó. Khi đến thanh minh là sắp tới Tết rồi nè anh chị. Đó, tới thanh minh này thì chủ sẽ bóc đi cho mình. Mà khi bóc đi thì mình mới trồng cái số tiền mình giữ lại đó anh chị. Cái đó là mình sẽ có cam kết đàng hoàng cho mình luôn. Liên hệ số điện thoại ở phần mô tả nha anh chị ơi.